101 đóa sen. Thông điệp của sự bình an. Tác giả Pháp Chân Tử. Nhà xuất bản Văn Học. Phật lịch 2556, Dương lịch 2012. Lời mở đầu. Con người sống trên đời này thường hay đi tìm hoàn hảo và hạnh phúc, nhưng đâu biết rằng hạnh phúc ở ngay xung quanh ta, luôn hiện hữu gần xa trên thế gian này. Cũng vậy, muốn tìm giác ngộ và an lạc của tự tâm, các bạn đừng tìm kiếm ở chân trời góc bể xa tích nào cả, mà hãy xoay về thực tại, xoay về bản tâm của chính mình. Lòng thường thương xót mọi người, buông bớt các duyên, xin tu giới định tuệ. Khi đủ duyên, sẽ cảm nhận được chân lý thâm sâu vi diệu của vũ trụ vạn hữu ở từng bước chân của chúng ta. Trong cuộc đời này, buồn vui, thành bại của một người không phải là do người khác đem lại, mà là do chính bản thân mình có cái nhìn tích cực hay không. Nếu nhìn thế giới bằng ánh mắt bi quan, thì thế giới sẽ ảm đạm. Nếu nhìn thế giới bằng con mắt lạc quan, chúng ta sẽ thấy thế giới đầy hạnh phúc và có rất nhiều điều đáng để cho ta học hỏi. Sự thật buồn vui hay đau khổ vốn dĩ không có ranh giới phân biệt rõ rệt, mà chỉ do sự cảm nhận trong lòng bạn mà thôi. Khi các bạn đến với cõi đời này chỉ là hai bàn tay trắng, khi ra đi cũng vậy mà thôi. Nếu chúng ta sống có hạnh phúc và đem hạnh phúc ấy chia sẻ cho nhiều người, thì khi ra đi ta sẽ được an lạc. Nếu ta sống không có ý nghĩa và đem lại nỗi buồn cho mọi người, thì khi ra đi ta sẽ đau khổ. Sự chọn lựa xin dành cho các bạn. Tôi hy vọng 101 đóa hoa tươi thắm này mãi mãi đồng hành cùng các bạn, và sẽ làm cho tình người thắm đượm thêm, lòng người sẽ ấm lại hơn, khoảng cách giữa con người với nhau cũng gần gũi hơn. Cay đắng sẽ thay thế bằng những giọt nước cam lồ vi diệu, làm ngọn hải đăng soi đường cho nhân thế. Chúc các bạn lúc nào nụ hoa giác đều nở trọn vẹn trong tâm. Xin đem chút lòng thành này trao trải cho tất cả những người bạn trên thế giới. Mùa hạ năm Tân Mão 2011, cẩn bút Pháp Chân Tử. Một, có năm điều không phải mà mỗi người phải nên ghi nhớ. Có thầy tổ mà chẳng chịu thờ kính, lại muốn các đệ tử phải thờ kính mình, đó là điều không phải thứ nhất. Có cha mẹ mà chẳng biết hiếu thảo, lại muốn con cháu hiếu thảo với mình, đó là điều không phải thứ hai. Có anh chị mà không biết kính nhường, lại muốn các em phải kính nhường mình, đó là điều không phải thứ ba. Có bạc vàng tiền của mà đời này không chịu bố thí cúng dường, lại muốn đời sau giàu có, đó là điều không phải thứ tư. Những việc đạo đức lương thiện ở đời không chịu làm, mà muốn cuộc sống mình phải an lạc, hạnh phúc, đó là điều không phải thứ năm. 2. Tài sắc danh thực thùy là năm thứ dục lạc hay làm cho chúng sinh trầm luân trong sinh tử. Nếu ai làm chủ được những thứ đó thì gọi là người trí, còn nếu bị nó nhận chìm thì là người ngu vậy. 3. Núi dù cao cho mấy cũng có đỉnh, khó khăn dù lớn cho mấy cũng có giới hạn, mà tiềm lực của mỗi người thì vô hạn. Chỉ cần chúng ta có ý chí lạc quan, kiên nhẫn, rồi sẽ có một ngày những khó khăn trong cuộc sống sẽ cúi đầu. Trên thế gian này không có việc gì khó, chỉ cần có tư tưởng tích cực, thành tâm hướng thiện và phải chiến thắng chính mình, thì sẽ chiến thắng tất cả những gì đến và đi trong cuộc đời này. 4. Người trí hành xử trong cuộc sống cũng giống như nước vậy, tùy duyên mà bất biến. Muốn tròn, muốn dài gì cũng được, có khi lên trời xuống biển, có khi ở chỗ tanh hôi, có khi ở chỗ tinh khiết, khi làm nát đá dở bờ, có khi quá làm mây bay gió thoảng. Nước mềm mà không yếu, mạnh mà không cứng, chỉ có bậc trí với nhau mới thông cảm mà thôi. 5. Trong cuộc sống này, chúng ta thực sự cần có một trái tim biết yêu thương và có một thái độ điềm đạm, khoan dung độ lượng, được ưa mầm bởi tình yêu thương vô ngã. Được như vậy, thế giới này mới trở nên tốt đẹp hơn. Một khi đó qua tình thương thực sự khoe sắc trong mỗi một con người của chúng ta, thì mọi phiền buồn, tranh giành, hiểu lầm
đều tan thành mây khói. 6. Cõi hồng trần này có rất nhiều người mải mê đuổi theo tiền bạc vật chất, cũng có rất nhiều người đắm chìm để tranh giành công danh và sự nghiệp không trong sáng. Thực ra điều này cũng không đáng trách, bởi lẽ con người rất khó thoát khỏi sự ràng buộc của công danh và lợi lộc. Điều quan trọng là chúng ta phải luôn có một trái tim yêu thương mọi người. Khi chúng ta có tình yêu thương và đồng thời không ngừng nỗ lực, thì bạn sẽ sớm tìm được sự thành công chân thật. 7. Đừng để những khó khăn đánh gục bạn, mà hãy kiên nhẫn, rồi bạn sẽ vượt qua tất cả những chông gai của cuộc đời. Đừng quên hy vọng, vì hy vọng cho bạn thêm sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi. Và đừng tự đánh mất niềm tin vào bản thân mình. Chỉ cần tin là bạn có thể làm được, và bạn sẽ có lý do để cố gắng thực hiện được những hoài bão của mình. 8. Bạn hãy thực tập thường xuyên mỉm cười với bất cứ những gì đến với bạn, cho dù đó là việc không như ý. Bạn hãy tập trải nghiệm cuộc sống hiện tại và nên tìm những người bạn tri âm thực sự để chia sẻ những lúc khó khăn. Vì cuộc đời này không phải là cuộc chạy đua, mà là một cuộc hành trình dài. Trong đó, bạn sẽ thấy và sẽ tìm được những việc làm và những thời khắc ý nghĩa nhất của đời bạn. 9. Có 3 điều trong cuộc đời này mà một khi đã đi qua rồi sẽ không lấy lại được, đó là thời gian, lời nói và cơ hội. 3 điều trong đời bạn không được đánh mất, đó là sự thanh thản, niềm hy vọng và lòng trung thực. 3 thứ trong đời không bao giờ bền vững, đó là giấc mơ, danh vọng và tài sản. 3 điều làm nên một con người tốt, đó là siêng năng, chân thành và đạo đức. Có 3 điều làm hư hỏng bản thân của chúng ta, đó là tự điếm, tự cao tự đại và giận dữ. 10. Hạnh phúc chân chính của con người không phải chỉ dựa vào việc tế lễ, cúng lại, vang sinh trời Phật, thần thánh, mà chúng ta có được hạnh phúc là do biết quan tâm, chia sẻ, yêu thương với tất cả mọi người, biết suy nghĩ giúp đỡ đến người khác. Được như thế thì niềm hạnh phúc sẽ tăng lên với chúng ta. Khi đó, ta thấy người hạnh phúc thì lòng mình cũng vui vẻ và hạnh phúc theo. 11. Điều quan trọng và ý nghĩa nhất trong cuộc đời của mỗi con người chúng ta là suy nghĩ thiện và làm việc thiện. Mọi hành động phải xuất phát từ tấm lòng nhân từ và tình yêu thương vô điều kiện. Khi ta có sự yêu thương và hành thiện đúng cách, tuy chúng ta không cần được báo đáp, nhưng có thể vào những khoảnh khắc nào đó trong tương lai, ta sẽ nhận được món quà quý báu do cuộc sống ban tặng. 12. Lý đạo thật cao thâm. Không có một trái tim bình thản, an tịnh thì không thể nào thành tựu được. Trong cuộc sống hiện tại cũng không ngoại lệ. Cho dù chúng ta làm gì, đều không nên thô lỗ. Nếu không, ta sẽ khó hoàn thành xuất sắc công việc mà ta muốn thực hiện. 13. Dù gặp chuyện buồn hay vui, người lạc quan và hiểu được đạo lý luôn đối mặt bằng thái độ điềm tĩnh. Sự việc trong cuộc sống rất phức tạp, thiên biến vạn hóa, rất khó có thể nói là đúng, sai hay vui, buồn tuyệt đối được, mà là quả phúc bổ sung cho nhau. Trong một điều kiện nhất định nào đó, quả phúc quán đổi cho nhau. Vì vậy, người luôn bình tâm xử trí mới là người thấy rõ chân lý của cuộc sống. 14. Việc làm, lời nói và ý nghĩ của mỗi người ở thế gian, chư thần đều biết rõ. Nếu cho rằng những việc làm và ý nghĩ thiện lành hay đen tối của mình mà không ai hay biết, rồi cứ làm tự do, đó là điều sai lầm rất lớn. Việc làm thiện hay ác gì, rồi cũng sẽ có quả báo, chỉ đến sớm hay muộn mà thôi. 15. Đời người có 100 vạn hạnh đức, nhưng hạnh hiếu là đứng đầu. Chân tay lười biếng, không có tương lai, chẳng lo cho cha mẹ là tội bất hiếu thứ nhất. Say mê cờ bạc, hút sách rượu chè, không nghĩ đến cha mẹ là tội bất hiếu thứ hai. Ham tiền của, chỉ lo vợ con, chẳng đói hoài đến cha mẹ là tội bất hiếu thứ ba. Chỉ thích làm cho vui tay, sướng mắt, rồi để cho cha mẹ phải mang lụy phiền là tội bất hiếu thứ tư. Ham sức mạnh, thích gây gỗ đánh nhau, gieo tai tiếng xấu cho cha mẹ, đó là tội bất hiếu thứ năm. 16. Đối mặt với những khó khăn, chúng ta không nên lùi bước. Chỉ có việc tích cực tiến lên mới đủ sức mạnh giúp ta tìm ra con đường tươi sáng, thoát khỏi cảnh tuyệt vọng. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền mà thôi. 17. Trong công việc hàng ngày, có khi mỗi người chúng ta gặp phải sự lãnh đạm, giễu cợt
hoặc bị ghen ghét đố kỵ. Điều quan trọng là bạn phải nhận thức rõ bản thân và lập trường của chính mình. Đừng để bị quật ngã bởi những lời đồn đại chế giễu. Phải lấy thực lực để chứng minh năng lực của mình. 18. Chúng ta chưa phải là Phật hay Bồ Tát thì chắc hẳn ít nhiều gì cũng có những lỗi lầm. Chúng ta còn chưa hết lỗi lầm, tại sao bắt mọi người phải toàn thiện cơ chứ? Do đó, bạn phải mở rộng lòng khoan dung với mọi người xung quanh ta, để cho cuộc sống này tươi đẹp hơn. Khi đóa hoa khoan dung và độ lượng nở rộ trong lòng mỗi người, thì thế giới trở nên xanh tươi, những phiền não tranh chấp sai lầm của trần thế dần dần sẽ tan biến. 19. Những người tàn tật thường mang mặc cảm tự ti, hay người nghèo nàn đói khổ cũng như vậy. Chúng ta hãy dang tay mở rộng lòng từ bi, chia sẻ tình yêu thương và phải rất tế nhị mới mong xóa được những mặc cảm đó. Được như vậy, tình người sẽ thấm đượm hơn, nụ cười sẽ hòa quyện vào cõi sống, để cho cõi trần lụy này dời đi niềm đau và nỗi khổ. 20. Trong thế gian này, các bậc cha mẹ đều có chung tình yêu thương con như nhau. Cha mẹ thà bỏ thân mạng mình để bảo vệ cho con cái, đó chính là niềm hy vọng con của mình khỏe mạnh, trưởng thành, đạo đức, tương lai sẽ là người hữu ích cho xã hội. Tình yêu thương sâu đậm này thật đáng trân quý biết bao. Chúng tôi mong rằng những người con trên thế gian này phải ý thức được điều đó. 21. Trong gia đình, tình yêu sẽ không được nuôi lớn bằng sự ngờ vực. Nếu như các bạn thật lòng yêu thương nhau, thì hãy để cho đối phương nhận được niềm tin ở bạn. Và bạn phải nên nhớ rằng, tình yêu thương chỉ có thể sở hữu chứ không thể chiếm hữu. Cho dù bạn yêu như thế nào, cũng không có thể làm mất tự do của người mình yêu thương. Điều duy nhất bạn nên làm là tin tưởng và hãy thật tình với nhau, không lừa dối lẫn nhau. 22. Bậc đại trượng phu nên khoan dung với mọi người mà phải nghiêm túc với chính bản thân mình, và không nên lấy cái giỏi của mình mà trách cái dở của người khác, không nên lấy cái sở trường của mình mà trách cái sở đoản của người. Nếu kẻ dưới làm sai, ta nên lấy công tâm và nghĩa vụ của mình mà chỉ dạy cho họ. Có như thế mới hợp với đạo đức. 23. Có rất nhiều người lấy sức mạnh để chinh phục người khác, nhưng sẽ không bao giờ được lòng người khâm phục. Mà người ta phục là vì không đủ sức để chống lại được thôi. Còn nếu lấy đức độ để chinh phục người, thì mới được lòng người thật sự khâm phục. Các bậc cổ đức xưa nay thường lấy đức để chinh phục lòng người là ý này vậy. 24. Nếu bạn đang ở ngã tư đường của cuộc sống, đang bị các khó khăn vây quanh, bạn cũng đừng quán trách số phận, vì đó chính là hậu quả của ta tạo ra trong nhiều kiếp. Bạn hãy tiếp nhận nó bằng thái độ lạc quan, một cái nhìn sáng suốt, một trái tim kiên nhẫn. Tôi chắc chắn với các bạn, sóng gió rồi cũng sẽ qua. Bạn sẽ gặt hái được thành công bằng tâm chân thành và nghị lực của chính bạn. 25. Không có con đường nào đi mà không đến, chỉ cần bạn kiên trì tiến bước. Đây là đạo lý dễ hiểu, khi gặp phải khó khăn cũng vậy. Không có việc khó nào mà không làm được. Trên thế giới này, không có vấn đề nào mà không giải quyết được. Bạn phải học cách tự chiến thắng chính mình, thì sẽ chiến thắng tất cả. 26. Người đời thường hay giấu cái hay của người khác, thì đó gọi là dìm người. Còn nêu ra cái xấu của người để cho họ mất mặt, thì đó gọi là hàng tiểu nhân. Cho nên phải biết kính trọng và mến mộ cái hay của người mới chính là mình hay vậy. Còn nếu moi móc cái xấu của người thì cũng chính như mình xấu vậy. 27. Khi nghe kẻ nói xấu hay chê trách, mình cũng đừng vội giận họ. Khi nghe người khen, mình cũng đừng vội mừng. Nếu nghe người nói xấu ai, cũng không nên hòa theo. Còn nghe người khen ai thì mình phải sinh tâm hoan hỷ, không được đố kỵ. Cổ nhân xử trí lúc nào cũng khoan thai và bình tĩnh, như vậy mới được người đời kính trọng, thanh danh lưu truyền kim cổ. 28. Lợi lộc quyền thế ái dục của thế gian giống như bọt nước, tựa hồ như mây nổi, chúng biến ảo vô thường, không thể nắm bắt trọn vẹn được. Nếu như chúng ta chỉ biết theo đuổi chúng mà không biết điểm dừng, thì tự bạn sẽ gặp đau khổ triền miên. Thế nên phải biết thiểu dục tri túc mới mong có được hạnh phúc lâu dài. 29. Trong đời sống hiện tại, người có vô số tiền bạc không nhất thiết là người hạnh phúc, và người rất nghèo nàn rách nát cũng không nhất thiết là người khổ sở. Hạnh phúc hay đau khổ, mấu chốt chính là do bạn nhìn nhận nó như thế nào. Có khi nghe một câu nói, người ta có thể vui trong suốt cuộc đời. Bạn đã có nghe được câu nói ý nghĩa nào để làm tư lương trong đời chưa?
30. Các bạn nên nhận rõ mục tiêu mà mình đã chọn. Bước vào cõi đời này bằng sự chánh kiến và lòng chân thành, rồi bạn hãy bền chí đi theo con đường mà mình đã chọn. Rồi có lúc bạn sẽ nhìn thấy ánh sáng chiếu rọi của sự thành công. Nên nói tâm thành sở chí, kim thạch nhi khai là vậy. 31. Cuộc sống tất nhiên đã có trở ngại, khó khăn, đau khổ, có khi bế tắc tất cả, hụt hẫng cô đơn. Nhưng bạn nên hiểu rằng trên thế gian này không chỉ riêng một mình bạn khổ đâu, mà còn rất nhiều người còn khổ hơn thế nữa. Đây không phải là lý do để chúng ta thoái lui. Người thực sự dũng cảm là người dám đi trên con đường gập ghềnh mà ít ai dám đi. Nhưng dù gập ghềnh tới đâu cũng có khi bằng phẳng. Đau khổ đi qua rồi hạnh phúc sẽ đến. Có đau khổ mới thấy được giá trị của hạnh phúc các bạn ạ. 32. Mỗi người chúng ta đều như nhau cả, nhưng một người nào đó có thể vượt qua người khác là nhờ tự mình đã chiến thắng được chính mình và chuyên tâm học tập, tự huấn luyện thuần thiện thân tâm của mình, đồng thời phải có ý chí, quyết không từ bỏ nếu không đạt được mục đích. 33. Cuộc sống cần kiệm là của báo vô giá, dè dặt, cẩn thận là cánh cửa để giữ mình. Người giàu có nhiều tiền mà dùng không đúng chỗ thì sẽ hại lụy cho bản thân. Lòng tham dục nhiều thì sẽ làm hại đến tinh thần. Người xưa thường nói, không tham cầu còn hơn bố thí mà dụng lợi, dè dặt giữ mình còn hơn ăn chay mà làm điều bất thiện. 34. Làm người cần phải tập vững dưng với đủ thứ mùi đời của ngũ dục, tài, sắc, danh, thực, thùy thì mới tốt và đừng nên định hót người giàu sang. Không ham lợi thì ít bị tai họa, biết nhường nhịn nhẫn nhục thì sẽ được bình yên, siêng năng tắm gội thì thân mình sạch sẽ, ham chơi sa đọa thì sẽ sinh nhiều bệnh tật. Nên phải cố gắng học hỏi phẩm hạnh của nhân bậc hiền nhân. Đừng cho sự học là khó rồi không học, thì cả đời sẽ luống qua xuông vô ích vậy.